chào các bạn. Hôm nay mình live stream buổi chiều, live stream ngắn thôi, không nói nhiều. Cái chủ đề hôm nay là muốn làm kinh doanh thì chúng ta phải dậy sớm, dậy trễ thì làm sao làm kinh doanh được. Và cái đây là do cái câu hỏi có rất là nhiều bạn hay hỏi mình, và trong các cái chương trình thì mình hay yêu cầu các bạn dậy sớm và thức dậy sớm. Và hôm nay mình chia sẻ chút xíu về cái chủ đề này. Và bây giờ chúng ta chào nhau đi. Bạn nào mà lần đầu tiên thấy cái live stream của mình thì các bạn bấm số 1 xuống. Bấm số 1. Để gì ạ? Để sau cái live stream này thì mình biết các bạn, chúng ta làm quen với nhau, chúng ta kết nối với nhau. Còn bạn nào mà đã biết mình rồi thì chúng ta giới thiệu về mình đi. Hôm nay mình không nói nhiều, buổi tối mình mới nói nhiều, chứ hôm nay mình giờ này thì mình không nói nhiều, mình nói chút xíu thôi, mình nói nhanh thôi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn bấm số 1 đi. Bạn Duy Phương mà bấm số 1 gì? Các bạn bấm số 1 để sau cái live stream này mình biết các bạn. Đừng có ngại, thông qua Facebook chúng ta biết nhau. Còn bạn nào đã biết với nhau rồi thì chúng ta bấm số 2. Hoặc là chúng ta giới thiệu rõ hơn về chúng ta. Ok. Vâng, chào bạn Candy Ngô. Chào bạn Nguyễn Duy Phương. Ok, chào bạn Phương là lên là chắc là để có quậy phá thôi. Bạn Candy Ngô. Ok. Rất là vui làm quen với các bạn nha. Nguyễn Thanh Miên, ok. Chào bạn Nhân Huỳnh, ok. Rất là nhiều bạn, chào bạn Tâm Nam Trần. Ok, lần đầu tiên biết bạn. Tưởng bấm số có quà, tưởng bấm số có quà, ok. Và muốn có quà thì đến cái lớp học tối hôm nay. Tối hôm nay mình có cái lớp học kinh doanh và làm chủ. Nó cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Và đến các bạn còn có quà nữa. Mình chuẩn bị 20 cái quyển sách. Mình chuẩn bị 20 cái quyển sách về lĩnh vực của mình. Quyển sách vượt biển lớn, để bạn nào chưa có sách thì mình tặng cho các bạn. Ok. Vâng. Em đang ở ngoài đường nên không nghe được thầy ơi. Ok. Chào Bolelo Trần. Vâng. Rất là tuyệt vời. Vậy thì tại sao chúng ta khởi nghiệp chúng ta cần phải dậy sớm? Rất là nhiều bạn. Nhiều bạn lắm. Cứ nói mình là tại sao khởi nghiệp cần phải dậy sớm. Ok. Những người dậy sớm là những người khôn ngoan các bạn ơi. Những người rất là khôn ngoan. Em chào tay và các bạn. Vâng. Những người mà họ năng động trong cuộc sống nè, họ có nhiều đam mê nè, họ có nhiều khát khao nè, họ có trí tuệ rất là sắc bén nè, những người họ làm ăn rất là khôn khéo, thì những con người đó là những con người dậy sớm. Vâng. Ok, tối nay mà các bạn nào đến lớp học của mình thì các bạn có cơ hội nhận được cái phần quà 20 cái quyển sách mình dành tặng cho các bạn vào buổi học tối hôm nay. Vâng, và rất là tuyệt vời. Chào bạn Julie Lê. Ok. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn bấm số 1 xuống đi. Đó. Những người mà họ thức dậy sớm là những con người khôn ngoan. Những con người họ rất là đam mê, họ rất là năng động. Họ có cái khát khao và tầm nhìn lớn. Ok chưa? Còn phần lớn những người còn lại là họ thức dậy trễ, bởi vì họ chả có cái mục tiêu gì. Họ chả có cái khát khao gì. Họ thiếu cái năng lượng. Bởi vì họ không có mục tiêu á. Mục tiêu trong cuộc đời mình họ không có năng lượng. Chào bạn Yên Còi. Còn những người mà họ thức dậy sớm là họ luôn có mục tiêu, họ luôn có khát khao và họ năng động lắm. Chào bạn Trần Văn Tới. Ok. Chào bạn Lê Trọng Thông. Nên là nếu các bạn muốn đạt được cái khát khao lớn hơn, muốn thành công lớn hơn, muốn đạt được những cái thành quả nhiều hơn trong cuộc sống. Ok. Chào bạn Lan Mega Sinh. Đúng là lâu quá chưa gặp em. Hôm nào em đi học lại đi. Có cái lớp Linh. Lớp Linh á, Linh System là cái xây dựng hệ thống quy trình doanh nghiệp có triển khai thứ hai này. Nếu em rảnh thì em đi tham gia được cái lớp đó thì rất là tuyệt vời. Chào bạn Đỗ Văn Chính. Ok chưa? Có những bạn hay hỏi mình là em muốn làm việc nhiều hơn. Thì mình nói, nhưng mà em có thời gian. Mình nói rất là đơn giản, dậy sớm thôi. Dậy sớm là sẽ có thời gian. Còn các bạn muốn làm nhiều hơn, muốn có nhiều hơn, dậy trễ thì làm sao mà có được. Ngủ thì tới 6 giờ, 7 giờ mới dậy thì cứ đòi có việc này, việc kia. Mình rất là vui, mình báo với các bạn rằng là nhờ mình dậy sớm mà mình có hàng loạt những cái quyển sách. Quyển sách thứ tư mình chuẩn bị ra rồi, các bạn thấy không ạ? Ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư tuần này nè, Lan ơi, là ngày 11, 12 và 13 tháng 6 chúng ta học từ
từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi em. Cái quyển cái chương trình này là cái chương trình chuyên về giúp cho em xây dựng hệ thống và quy trình doanh nghiệp. Cái lớp hệ thống và quy trình doanh nghiệp đây là một cái lớp rất là đặc biệt của Bidenin mà mình mới triển khai đến tới cái khóa này là khóa thứ tư. Và tất cả các bạn học khóa trước, bạn nói là cái lớp học hay nhất từ trước đến giờ mà các bạn được học. Các bạn nào mà có doanh nghiệp học của lớp này thì rất là lợi hại. Đúng rồi em. 12, 11, 12, 13 tháng 6 em. Ok không ạ? Rồi, vậy chào bạn Quang Huy. Cái lớp học của chúng ta thì không có đông, tại vì cái lớp học chúng ta nó có sắp xếp để chúng ta chơi quy trình đó. Nó là tối đa là 30 người thôi, để chúng ta chia thành 3 cái doanh nghiệp. 3 cái doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp nó khoảng 10 đến 11 người. Để làm gì ạ? Để chúng ta đóng từng cái vai trò của từng người. Người thì làm giám đốc, người thì làm thủ quỹ, người thì làm quản lý, người thì làm nhân viên sale. Ok chưa? Đóng từng cái vị trí và cái cách chúng ta lắp ráp cái quy trình nó như thế nào. Và các bạn học xong tự nhiên các bạn ngộ ra vai trò, vị trí của từng người chúng ta phải làm những cái việc gì rất là hay em. Ok. Vậy thì chúng ta lại tiếp. Và có những người họ nói với mình rằng em đăng ký học được không thầy? Ok, chào bạn Nguyễn Thành Sơn. Ok, được các bạn nào quan tâm thì các bạn học thôi. Lớp học thì giờ đã được 20 mấy người rồi. Các bạn cứ nói rằng là tôi thích. Có bạn nói là từ lúc mà em theo cái quy trình chia sẻ của mình thì bạn dậy sớm, và khi mà bạn dậy sớm thì bắt đầu là cái con người của bạn nó thay đổi rất là nhiều thứ. Có bạn kia rằng là bây giờ em mới biết được cái sức mạnh của việc 60 tiếng, 60 phút đầu giờ mỗi ngày nó có sức mạnh nó như thế nào. Có một bạn ở Bến Tre, bạn đó tên là bạn Nghĩa. Thì lúc xưa thì bạn không có dậy sớm đâu, nhưng mà từ lúc học chương trình của mình luôn khuyến khích bạn. Mình luôn yêu cầu, yêu cầu các bạn. Chào bạn Jamie Bục, ok chưa? Mình luôn yêu cầu các bạn dậy sớm. Dậy sớm. Và khi mà bạn dậy sớm nó như vậy á, thì bắt đầu bạn trở thành thói quen. Và lúc xưa thì bạn có cái công ty chuyên về làm than, chuyên về làm than, than tổ ong á. Chuyên bỏ cho cái quán người ta nấu than tổ ong á. Và bạn có cái công ty này cũng đã được 7 năm rồi, nhưng mà lúc xưa theo thói quen cũ là bạn không bao giờ bạn dậy sớm hết á. 6 giờ 7 giờ bạn mới dậy. Và từ Bến Tre bạn lên đây bạn học, và mình khuyến khích bạn dậy sớm, và mình nói là bạn dậy sớm là bạn sẽ có thêm nhiều thứ trong cuộc đời của bạn nữa. Và từ đó bạn cứ 4:30 hoặc là 5 giờ bạn dậy sớm bạn tập thể dục, và nó rất là kỳ diệu đó bạn. Khi mà bạn đã tập nó thành thói quen rồi á, thì cái khung thời gian nó dậy sớm đó, bắt đầu bạn ngồi bạn uống cà phê bạn chiêm nghiệm, và 6 tháng gần đây bạn ra bạn mở thêm được một cái quán hủ tiếu. Dĩ nhiên là quán hủ tiếu của bạn làm theo thương hiệu ở tại thành phố Bến Tre luôn. Và bạn nói là nhờ cái thói quen dậy sớm đó, mà bạn mới mở được cái quán hủ tiếu này. Bởi vì bạn chiêm nghiệm, bạn có đủ thời gian để bạn suy nghĩ. Nhờ dậy sớm đó mà cái công ty than của bạn nó tốt hơn, thì vì bạn dành thời gian chiêm nghiệm và bạn suy nghĩ về nó nhiều hơn. Nhờ dậy sớm đó mà bạn có cái quán hủ tiếu đó. Và bạn chuẩn bị mở thêm cái quán thứ hai rồi, tức là bắt đầu bạn nhân nó ra. Sau 6 tháng mọi thứ tốt, thì bạn này bạn đi nhanh, bởi vì bạn đã có cái kinh nghiệm làm kinh doanh rồi. Bạn kinh doanh đã 7 năm rồi, nhưng mà 7 năm trước bạn không bao giờ bạn phát triển thêm được cái kể cả cái công ty cũ nó cũng làm ăn bình thôi. Mà từ lúc bạn có cái thói quen dậy sớm nên cái năng lượng bạn tốt hơn, bạn biết kinh nghiệm về cuộc đời hơn, bạn biết suy nghĩ hơn, nên cuối cùng là bạn có cái sự phát triển hơn. Vậy bây giờ các bạn có khát khao dậy sớm không? Các bạn có mong muốn dậy sớm không? Thì các bạn comment xuống và các bạn nói là tôi là những người dậy sớm, tôi là những người khát khao, tôi mong muốn có được những cái gì những cái thành công vượt trội trong cuộc đời này, nên tôi bắt buộc tôi phải dậy sớm, tôi phải là người kinh doanh năng lượng và trang đầy năng lượng, nên là chúng ta phải dậy sớm. Ok chưa? Nên là bạn nào mà có thói quen dậy sớm thì các bạn là những người rất là tuyệt vời. Bạn nào là đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống cái số 1 đi, các bạn comment cái số 1 đi. Để sau cái livestream này mình làm quen với các bạn. Các bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống
Các bạn nói là các bạn đã đọc sách của mình rồi, các bạn đã có sách của mình rồi, mình như thế nào à? Mình sẽ add các bạn vào cái group những người đã có sách của mình. Và bạn nào mà chưa có sách của mình, các bạn muốn sở hữu hai cái quyển sách của mình thì các bạn cho số điện thoại để sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Vậy thì để chúng ta dạy sớm được, chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc sau. Ok chưa? Chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc sau. Các bạn comment đi, các bạn nói là cần phải có những cái nguyên tắc sau. Chúng ta phải thực hiện những điều sau. Như mình là người thành thói quen rồi nên mình dậy sớm rất là dễ. Còn các bạn chưa thành thói quen thì các bạn như thế nào à? Các bạn cần phải có những cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc số 1, nghĩa là chúng ta nên ăn tối sớm. Chúng ta ăn tối khoảng trước 7-8 giờ tối, đừng có ăn tối trễ quá. Mình là cũng một trong những người là rất là dễ bị ăn tối trễ. Mình là một trong những người. Em đọc hai cuốn của thầy rồi, cho em vào group. Cảm ơn thầy. Ok, tuyệt vời. Các bạn nào có muốn hỏi thăm về hai quyển sách của mình không ạ? Bạn nào mà muốn hỏi thăm hai quyển sách của mình thì comment xuống. Em tập bài không được thầy á. Vậy thì bây giờ em cần phải nốt những cái điều này bạn Lan ơi. Thứ nhất là chúng ta không có được ăn trễ. Ăn tối trễ quá thì chúng ta sẽ rất là khó dậy sớm. Mình là một trong những người mà mình đứng lớp á, là mình rất là dễ bị ăn trễ. Như tối hôm qua mình đứng lớp, tối hôm nay cũng đứng lớp và tối mai cũng đứng lớp là chắc chắn là mình phải ăn trễ rồi. Có bữa là 10 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ mình mới ăn tối được. Tuy nhiên thì mình đã có thói quen dậy sớm rồi. Nên là gần như là mình ăn trễ hay ăn sớm gì mình cũng dậy được. Ok chưa? Nó là với các bạn còn đang tập á, thì các bạn phải ăn tối sớm trước 7 giờ. Tại vì trước 7 giờ thì chúng ta mới có cái chất lượng giấc ngủ nó tốt hơn. Cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta nó sẽ sâu hơn. Còn nếu mà các bạn mà ăn tối trễ quá thì buổi tối cái nó còn hoạt động nên cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta nó sẽ không được sâu. Cái thứ hai các bạn phải ghi vào là đừng có ngủ nướng. Khi mà đồng hồ báo chuông là các bạn phải gì thức dậy và rời ra khỏi cái giường của mình liền. Các bạn đừng cứ ngủ nướng. Bạn nào đã có hai quyển sách của mình rồi mà các bạn chưa add vào group đó, thì các bạn báo cho mình nha, để mình add các bạn vào group. Báo cho mình, cứ comment lên rồi mình sẽ cho các bạn cái đường link và các bạn trả lời được câu hỏi thì các bạn sẽ vào group. Bạn nào mà chưa có quyển sách của mình thì các bạn muốn tìm hiểu về sách của mình thì các bạn comment xuống. Mình thì có hai cái quyển sách là quyển sách Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ 5 Xu, và cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình sẽ giới thiệu sơ về cho các bạn để cho các bạn nè, hai cái quyển sách này là các bạn thấy không ạ. Và cái quyển sách thứ ba là Bì Dân Đầu Quay. Mình chuẩn bị ra cái quyển sách thứ tư là bán hàng online ngay. Và đây là trung tâm của mình do mình sáng lập, Vườn Ươm Nhân Dân Training. Đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, bữa nay đã triển khai tới khóa 145 rồi. Và đây là địa chỉ của trung tâm mình thành lập nó từ năm 2009 tới giờ. Ok chưa? Các bạn đã có được cái thông tin của mình rồi, các bạn đã biết mình rồi. Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn đã biết mình rồi. Và khi các bạn biết mình rồi thì bạn nào mình cũng offer cho các bạn nào mà muốn mua được hai cái quyển sách của mình thì các bạn chỉ cần comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước, đến về nhà các bạn luôn. Hai cái quyển sách là 210.000 free ship cho các bạn. Cái free ship nó tới 50.000 một cuốn đó. Hiện tại là mình free ship cho các bạn đó. Sau này không có free ship đâu. Một tháng nữa mình không có free ship, mà các bạn mua thì các bạn phải chịu cái tiền free ship luôn. Ok chưa các bạn ơi? Vâng, và tiếp tục. Không có ngủ nướng. Nếu mà bạn nào mà có thói quen ngủ nướng á, thì gần như là các bạn sẽ rất khó rời ra khỏi giường. Bởi vì để chiến thắng cái mền với cái giường nó rất là khó chịu, nên các bạn cần có thói quen là chào bạn Ngọc Hiếu, bạn Lê Ngọc Hiếu. Ok chưa? Khi mà chúng ta vừa thức dậy là chúng ta phải rời khỏi cái giường của mình liền. Chào bạn Lê Ngọc Thảo. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Khi nào mà các bạn mà rời ra, vừa thức dậy là rời ra khỏi cái giường liền, chứ còn không các bạn cứ ngồi nằm y đó, là mình là thức dậy là mình rời ra khỏi cái giường ngay. Mình phải chiến thắng được cái giường.
Nếu mà người nào mà không chiến thắng được cái giường thì các bạn không có làm lớn được. Khoảng một tháng nữa cái quyển bán hàng online mới ra ngay. Cái quyển bán hàng online cũng sẽ chia sẻ cho các em những cái nền tảng rất là vững à. Ok em. Sách hay thì em cũng nên post lên Facebook và em giới thiệu cho nhiều người đi bạn Nguyễn Thành Sơn ơi. Nếu mà em thấy sách hay, vâng. Và các bạn biết là cái giường mà dưới cái màn mà là cái buổi sáng sớm nữa, nó rất là quyến rũ. Và người nào mà không dậy sớm được thì đơn giản là các bạn không chiến thắng được cái màn và cái giường. Và đừng có để cái cuộc đời của chúng ta đừng có để cái cuộc đời của chúng ta nó bị cái mùng cái gì cái màn và cái giường nó gì nó giữ cuộc đời của bạn lại. Ok chưa? Bởi vì chúng ta không chiến thắng được cái giường, chúng ta không chiến thắng được cái màn thì chúng ta chả chiến thắng được ai hết. Nên là đây là một cái kỹ năng nó rất là quan trọng. Mỗi ngày các bạn chỉ cần gì cần thức dậy và chiến thắng cái màn với cái giường là các bạn đã chiến thắng chính mình rồi. Chiến thắng rất là lớn rồi, thì các bạn sẽ làm được những cái việc rất là to lớn sau này. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba, rồi thầy, em đã đưa lên các group rồi thầy ơi, rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn Nguyễn Thành Sơn. Nếu mà quyển sách hay thì em nên giới thiệu đến cho nhiều người biết nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Bạn nào mà chưa chia sẻ cái Facebook này về thì các bạn chia sẻ cái Facebook này về nhà các bạn đi. Và các bạn thấy là bản thân bên mình thì mình vẫn lên cái kế hoạch để mình lên kế hoạch để mình làm việc liên tục các bạn thôi mà. Thì nhờ mình dậy sớm mình có năng lượng, tối nay mình đứng lớp nè, cả ngày nay mình làm việc nè, bây giờ mình rảnh mình livestream một chút xíu thôi nè, tối mai mình đứng lớp cho tới 9-10 giờ đêm mình mới về đến nhà nè. Rồi các bạn lên Facebook các bạn thấy đó, mình chuẩn bị tổ chức cái chương trình đi Singapore từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7, 5 ngày. Một mình dẫn nguyên một cái đoàn 40 đến 50 bạn để đi Singapore. Thủ tục bây giờ đang làm ở giai đoạn cuối rồi, các bạn đang làm mọi cái thủ tục rồi, rất là tuyệt vời. Cái thứ ba là chúng ta phải giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Muốn dậy sớm thì phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn nào mà cơ thể yếu quá thì chúng ta không thể dậy sớm được. Ví dụ như các bạn cứ mãi nhậu nhẹt, các bạn cứ mãi ăn uống những cái thực phẩm nó không có tốt, các bạn cứ đưa cái chất men vào người, các bạn cứ hút thuốc, tức là cái cơ thể các bạn nó không có khỏe mạnh, cái cơ thể của bạn nó không có lành mạnh. Bạn hút những cái chất, bạn hít những cái thứ, bạn ăn những cái chất mà cái cơ thể mình nó ì ra thì làm sao mà nó các bạn đủ sức khỏe và càng dậy sớm được. Nên là muốn dậy sớm thì chúng ta phải giữ cho cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh, cái sức khỏe chúng ta nó khỏe mạnh, nghĩa là chúng ta phải ăn uống ngủ nghỉ rồi nó có điều độ. Còn nếu mà chúng ta không có những cái điều đó thì cứ tối nhậu nhẹt lè phè, sáng đòi dậy sớm sao dậy nổi, không có dậy nổi, dậy cho vui thôi, không có dậy nổi được. Người có thói quen dậy sớm là người tuyệt vời các bạn ơi, là những người tuyệt tuyệt vời. Bởi vì cái người đó họ có cái tiêu chuẩn rất là đàng hoàng cho cái cuộc sống của họ. Ok chưa? Một trong những cái nguyên tắc mà các bạn nào mà chưa có chồng á, các bạn nào chưa có chồng mà muốn đi kìm nhà chồng á, muốn có chồng á thì phải xem chồng mình nó có dậy sớm được không, cái thằng bồ mình nó có dậy sớm không. Cái thằng bồ mình nó 6 giờ 7 giờ sáng nó mới thức dậy thì thôi, hãy suy nghĩ rất là kỹ nha. Bạn Lâm Văn Đào, em rất muốn sở hữu 2 quyển sách của thầy, quyển Vượt Biển Lớn. Ok em. Sau khi mình livestream này xong thì mình sẽ chuyển cái số điện thoại của em cho các bạn nhân viên văn phòng, thì các bạn nó sẽ liên hệ và nó gửi em trên khắp mọi miền đất nước nha. Bạn Lâm Văn Đào ha. Và khi mà bạn có 2 quyển sách này, em nhận 2 quyển sách này rồi thì em báo với mình để em được vào một cái group. Cái group này là cái group bí mật dành cho những người đã sở hữu 2 quyển sách của mình. Và 90% trong group này là các bạn làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Và bạn vào cái group này thì bạn như thế nào bạn được kết nối làm quen, có cơ hội kết nối giao lưu làm quen với rất nhiều bạn trên khắp mọi miền đất nước này, để chúng ta làm ăn với nhau, để chúng ta kết nối nhau. Cái đó là một mối quan hệ rất là tuyệt vời cho cái nguồn lợi của bạn nào được vào trong cái group này. Ok không
Điều kiện để vào rất là đơn giản, bạn phải sở hữu hai cái quyển sách và một thời gian khác thì cái điều kiện này nó lên á. Sau khi mà cái quyển sách mà online của mình nó ra đời á, là điều kiện là phải sở hữu 3 quyển sách nha. Bây giờ là đang cần á, rồi sau cái quyển thứ tư của mình ra đời là điều kiện phải sở hữu 4 cái quyển sách nha. Ok, bây giờ là điều kiện mới có 2 quyển là nó hơi dễ cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nó là chúng ta lại tiếp tục nè. Giữ cho cơ thể nó khỏe mạnh, giữ cho cơ thể nó lành mạnh. Nếu mà cơ thể các bạn mà không lành mạnh thì gần như là các bạn không thể gì à, không thể dậy sớm được. Thường thường nữ thì người ta dậy sớm nó dễ hơn. Nam là chúng ta hay nhậu nhẹt lè phè đó. Cảm ơn bạn Minh Hòa. Chắc chắn là cuộc sống phải năng lượng đó em. Tại sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục mà. Mình là đều, không có tháng nào trời mưa, trời nắng, trời gió gì mình cũng dậy mình tập thể dục hết. Ok. Rồi, cái thứ năm, các bạn ghi vô cái thứ năm là chúng ta phải có mục tiêu. Chúng ta phải có mục tiêu. Nếu chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta không thể dậy sớm được. Chúng ta phải có mục tiêu. Cái người nào mà họ có mục tiêu là nó như là có một cái con người của họ, cái cuộc sống của họ nó được gắn vào gì à? Nó được gắn vào một cái quả tên lửa và nó luôn đẩy bạn về phía trước, luôn đẩy bạn đi về phía trước. Cái mục tiêu nó giúp bạn đam mê làm việc. Cái mục tiêu nó giúp bạn khát khao hơn. Bạn nào mà lần đầu tiên mới xem cái livestream của mình thì các bạn bấm vào con số 1 nha, để mình biết mình làm quen với các bạn. Ok. Và hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có các bạn học được cái bài học gì không thì các bạn comment xuống để mình biết. Các bạn không comment, các bạn không nói gì để mình nói một mình thì mình cũng buồn. Các bạn muốn xem cái khung cảnh bên ngoài không? Mình sẽ cho các bạn xem khung cảnh 4 giờ chiều bên ngoài đẹp vô cùng các bạn. Các bạn có muốn xem à? Các bạn comment xuống. Không thấy các bạn comment gì hết. Ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, bạn Lâm Văn Đào. Chào bạn Nguyễn Thị Minh Đài. Ok, bạn Nguyễn Thị Minh Đài, em sở hữu sách của mình chưa? Các bạn có muốn xem ở bên ngoài không ạ? Hơn 20 bạn muốn xem ở bên ngoài thì mình chào bạn Lê Mai Loan, tuyệt vời. Lần đầu tiên biết bạn. Hơn 20 bạn muốn thì mình sẽ quay cái camera và mình cho các bạn xem cái khung cảnh bên ngoài. Đinh Thị Mỹ Linh, bạn Thu Phương. Ok, tuyệt vời lắm bạn Đinh Thị Mỹ Linh. Chào bạn Trần Văn Thiện, chào em. Hơn 20 bạn muốn, chào bạn Hương, chào bạn Thường, em chưa có quyển. Ok. Sau khi xong chương trình này thì sẽ gửi cho em. Bạn Hồng Sử Lê. Ok, các bạn nào chưa có sách của mình thì các bạn comment đi. Mới có đâu có 4-5 bạn muốn à. Còn hơn 20 bạn muốn thì mình mới cho các bạn xem cái khung cảnh bên ngoài nó đẹp, nó tuyệt vời như thế nào. Buổi chiều khung cảnh đẹp lắm. Ok chưa? Và đó là lý do mà mình có cái căn nhà ở đây. Dạ, muốn xem mặt trời chiều. Ok. Thức dậy sớm để thử thần sức khỏe của mục tiêu. Ok, đó rồi. Và bạn Phạm Tiến Lộc. Ok. Bạn Tiến Lộc rất là lời. Em muốn khung cảnh thầy ơi. Ok. Đâu mới có khoảng 10 bạn à. Cảm ơn thầy. Hay lắm. Em đã mua hai quyển. Quyển thứ hai vượt lớn lớn. Em có rồi. Em đã mua quyển thứ hai. Ok. Bạn Minh Đài tuyệt vời. Bạn Minh Đài ơi. Rất là tuyệt vời. Chúng ta cần phải có cho mình một cái mục tiêu. Bạn Đăng Thị Mỹ Linh. Chúng ta cần phải có cho mình một cái mục tiêu. Cái người mà không có mục tiêu là họ như thế nào? Họ dở hơi lắm. Họ sống qua ngày thôi. Họ không có làm được cái gì to lớn đâu các bạn ơi. Họ sống qua ngày thôi. Và các bạn ít người muốn quá. Mới có chưa được 20 người muốn. Nhiều bạn muốn thì mình mới quay. Thầy ơi, làm sao để kinh doanh giỏi vậy thầy? Muốn kinh doanh giỏi thì bước đầu tiên thì em phải đi học bạn Hương ơi. Có kiến thức thì mình sẽ kinh doanh giỏi. Có kiến thức giỏi, có kỹ năng, kiến thức vững chắc, kỹ năng giỏi, ok, và va vấp để có nhiều trải nghiệm là kinh doanh giỏi. Ba phải thầy à, dễ bỏ cuộc. Ok, cảm ơn bạn Giang Thị Kim Cúc. Ok, giờ rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái khung cảnh bên ngoài nha. Ok, các bạn thấy khung cảnh bên ngoài chưa? Đó, các bạn thấy không ạ? Cái sông đó là cái sông Sài Gòn đó các bạn ơi. Cái sông đó là cái sông Sài Gòn. Các bạn thấy khung cảnh bên ngoài nó đẹp không ạ? Rất là đẹp.
À, và mình rất là thích đứng nhìn cái phong cảnh này. À.